Chào mừng các con đến với khóa học tiếng Anh lớp 3, bộ sách Explore Our World trên trang web olamoo.vn. Unit 3: My family. Trong bài học ngày hôm trước, chúng mình đã nắm được các từ vựng chỉ các thành viên trong gia đình. Các con hãy trả lời câu hỏi tương tác sau để kiểm tra lại kiến thức cũ nhé. Cô khen các con đã rất nhớ bài. Chúng mình cùng bắt đầu bài học mới với phần từ vựng, vocabulary. Trên màn hình, cô có hai bức ảnh gia đình. Con có nhận xét gì về hai gia đình trong bức ảnh này? À, chúng ta thấy gia đình ở bức ảnh bên trái thì đông. Chúng ta nói đây là một gia đình lớn. Chúng ta có từ big, để chỉ đặc điểm to lớn ngược lại ở bên tay phải chúng ta thấy một gia đình nhỏ với ba thành viên chúng ta có từ small để chỉ đặc điểm nhỏ bé các con cùng nhắc lại nào big small Chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu các từ vựng chỉ đặc điểm mỗi thành viên trong gia đình. Trong bức ảnh bố và con gái này, các con thấy rõ sự khác biệt về chiều cao. Bố thì cao, còn con gái thì thấp. Chúng ta có cặp từ trái nghĩa. Tall Short Tall Short còn trong bức ảnh cháu gái và ba chúng ta thấy có sự khác biệt về tuổi tác cháu gái thì trẻ nhỏ tuổi con bà thì già lớn tuổi chúng ta có cặp từ trái nghĩa young old young old Để miêu tả người với ngoại hình đẹp, chúng ta có từ handsome, thường sử dụng với nam và beautiful, thường sử dụng với nữ. Handsome, beautiful. Chúng mình cùng chuyển sang phần tiếp theo để biết được cách sử dụng các từ chỉ đặc điểm trong câu nhé. Chúng ta đến với phần 2 language focus phần ngữ pháp Các con hãy quan sát Linh miêu tả những thành viên trong gia đình mình. The father is tall. The mother is beautiful. The grandfather is old. À, các con có đoán được tiếp theo thì Linh sẽ miêu tả em gái mình như thế nào không? Rất chính xác. The sister is short. Như vậy, khi miêu tả đặc điểm, chúng ta có cấu trúc the, cộng từ chỉ đối tượng mà chúng ta miêu tả. Ví dụ như the sister, cộng is, cộng với từ chỉ đặc điểm, ví dụ như short. The sister is short. Em gái thấp. Các con hãy ghi nhớ cấu trúc này để hoàn thành các câu miêu tả sau đây. Cô khen các con đã nắm chắc bài. Chúng mình cùng nhắc lại nhé. The family is big. Gia đình lớn. The father is handsome. Người bố đẹp trai. Chuyển sang phần tiếp theo, cô giới thiệu với các con cặp từ. He. She. Để chỉ một người nào đó mà chúng ta đang nhắc đến. Chúng mình sử dụng he khi người đó là nam và she khi người đó là nữ. Như vậy, chúng ta có thể sử dụng he thay cho the father, the brother hay là tên riêng như Alex, Tom bởi vì các từ và cụm từ này đều chỉ đến một đối tượng nào đó là nam tương tự chúng ta cũng có thể sử dụng she thay cho the mother the sister hay các tên riêng như n lucy do các từ và cụm từ này đều chỉ đến một đối tượng nào đó là nữ bây giờ con hãy sử dụng he và she để hoàn thành các câu sau đây các con đã làm rất tốt ở câu a và d chúng ta có the sister the mother đều là những đối tượng là nữ vậy chúng ta có thể sử dụng she để thay thế ở câu b và c the brother và The grandfather có thể được thay thế bằng He tiếp theo chúng mình sẽ theo dõi đoạn hội thoại giữa linh và ben linh đang giới thiệu các thành viên trong gia đình mình với ben Who's he? He's my father Who's she? She's my mother Who's she? She's my sister như vậy thì khi muốn hỏi và trả lời về một người nào đó chúng ta sẽ sử dụng các cấu trúc khác nhau phụ thuộc vào việc người mà chúng ta đang nói đến là nam hay là nữ cụ thể khi hỏi về một người là nam chúng ta có câu hỏi who's he anh ấy là ai và câu trả lời tương ứng là he's my ví dụ he's my brother anh ấy là anh trai tớ. Trong cấu trúc này thì he's là dạng viết gọn của he is. Vậy các con cũng có thể nói là he is my brother. Còn khi hỏi về một người nào đó là nữ, chúng ta có câu hỏi who's she? Cô ấy là ai? Và câu trả lời tương ứng sẽ là She's my Ví dụ She's my sister She's cũng là dạng viết gọn của she is Vậy các con cũng có thể nói She is my sister Bây giờ con hãy sử dụng cấu trúc He's my và she's my Để giúp N giới thiệu về các thành viên trong gia đình mình Rất tốt, chúng mình cùng nhắc lại nào. He's my grandfather. She's my grandmother. He's my brother. Như vậy trong bài học ngày hôm nay, chúng ta đã nắm được các từ vựng chỉ đặc điểm, cấu trúc miêu tả đặc điểm, hỏi và trả lời về những thành viên trong gia đình. Các con hãy truy cập olm.vn để củng cố kiến thức với các bài luyện tập nhé! Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Chào các con và hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo của olm.vn.